Xin chào quý cô chú, quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Quy nha. Thì trong video ngày hôm nay, Quy sẽ gửi quý cô chú, quý anh chị về chi tiết ngoại thất và nội thất của Hyundai Tucson phiên bản 2.0 máy xăng tiêu chuẩn màu trắng, xe có sẵn tại đại lý Hyundai Tây Đô của Quy nha. Và mẫu xe này là năm sản xuất 2021 nha quý cô chú anh chị. Rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào video clip của ngày hôm nay nha. Đầu tiên thì về phần ngoại thất là mặt phía trước của xe thì xe trang bị chúng ta nè, cụm đèn cốt pha là đèn cốt là projector, đèn pha là halogen bên đây nha, đây mình qua cũng halogen, đây là đèn báo rẽ, và đặc biệt nó sẽ tích hợp chúng ta luôn là cái đây giải led định vị ban ngày hình góc cạnh nè, chúng ta nhìn cái xe nó chúng ta nó sẽ sắc hơn khi mà chúng ta đi vào trời tối á. Đó, phía dưới thì trang bị chúng ta là cái đèn sương mù, đây cái đèn sương mù nè đó, và nó trang bị chúng ta luôn là cái này cũng là cái giải led định vị ban ngày luôn nha. Nó giải led định vị ban ngày phía trên phía dưới luôn. Đó. Rồi mặt ca lăng thì cái đường viền mạ rơm nè, đường viền nó mạ rơm chúng ta luôn, và các đường viền ngang này cũng mạ rơm luôn. Ở đây thì cái phần nhựa thì là nhựa bóng nha, đó nhựa bóng, logo Hyundai ở giữa, nó sẽ tạo cái điểm nhấn ở phía trước đầu xe chúng ta nè, nó là nhìn nó sẽ sang hơn nha. Phía dưới nắp capo này là trang bị động cơ 2.0 máy xăng nha. Để Quy bật nắp capo cho quý cô chú anh chị cùng tham khảo luôn nha. Rồi để mở nắp capo lên thì phía dưới ghế tài nè, đây ghế tài phía dưới chúng ta có một cái lẫy, chúng ta kéo lên và khóa của nắp capo nó đã bật kìa, rồi chúng ta mở nắp capo lên thôi nha. Rồi Quy đã mở nắp capo lên và chúng ta cùng nhau khám phá khoang động cơ của Hyundai Tucson máy xăng 2.0 tiêu chuẩn nha. Thì xe trang bị chúng ta động cơ máy xăng 2.0 DOHC 16V nha, 4 xi lanh thắng hàng. Đi kèm với động cơ máy xăng 2.0 này là trang bị chúng ta hộp số tự động 6 cấp nha. Phía trong, đây của trong thư hướng tay quy chỉ á, thì nó sẽ trang bị chúng ta là cái lớp cách âm, cách nhiệt để hạn chế cái tiếng vọng của động cơ vọng vào khoang lái, giúp chúng ta có cảm giác lái xe nó sẽ thoải mái hơn nha. Bên đây thì nó là bình nước kính và nước làm mát. Bên đây thì bộ phận của lọc gió nè, lọc gió, bình và bộ phận điều khiển của xe. Đặc biệt trên cái nắp capo này nè, nắp capo nó sẽ có cho chúng ta một lớp cách âm cách nhiệt luôn nè. Đó, nắp capo thì tương đối dày luôn nha quý cô chú anh chị, nắp capo tương đối dày luôn. Rồi chúng ta cùng nhìn lại khoang động cơ của Hyundai Tucson máy xăng 2.0 tiêu chuẩn đi một lần nữa nha. Về phần bên hông xe, đây phần bên hông xe thì đầu tiên nó trang bị chúng ta là cụm bánh mâm 17 inch nha, đây bánh mâm 17 inch đó, là bánh mâm đốt luôn nha, và bốn phanh của theo xe là bốn phanh đĩa luôn. Thì thông số lốp của chúng ta là 225/60R17 nha. Phía trên thì xe trang bị chúng ta là cụm gương chiếu hậu tích hợp luôn đèn báo rẽ trên gương chúng ta nha, gương chiếu hậu này gập điện, chỉnh điện và tự động gập khi chúng ta lóc khóa cửa luôn nha. Đường viền chân kính thì được mạ rơm nha, đây cái miếng này miếng bảo vệ của đường viền chân kính nè, đó đây được mạ rơm cho chúng ta luôn, tạo cái điểm nhấn ở bên hông xe chỗ cái đường viền nhân kính cho chúng ta luôn nha. Tay nắm cửa, đây tay nắm cửa thì cũng được mạ rơm bóng, đây mạ rơm và tích hợp luôn cái nút bấm lóc khóa cửa một chạm luôn nha. Bên hông xe thì nó còn trang bị chúng ta những cái đường dập gân nổi nè, đây cái đường dập gân nổi thì nó sẽ tạo cái sự cứng cáp và cái điểm nhấn ở bên hông xe cho chúng ta luôn nha. Bánh sau, đây bánh sau thì cũng trang bị giống như bánh trước, thông số lốp thì cũng giống như là cũng do bánh trước, nó cũng trang bị chúng ta là mâm đốt luôn và phanh sau là phanh đĩa luôn nha. Về mặt phía sau xe, đây về mặt phía sau xe thì xe trang bị chúng ta là cụm đèn hậu dạng led nha, đây cụm đèn hậu dạng led nè, đó cụm đèn hậu dạng led và nó sẽ thiết kế góc cạnh ôm body xe nè, đó ôm body thân xe chúng ta luôn. Đây là đèn báo rẽ, đây là đèn lùi đó, logo Tucson phía dưới nè. Cái này là hai cái đèn dạ quang để cảnh báo xe đi phía sau tới, mà khi mà đi bằng đêm á nghe, nó sẽ an toàn chúng ta hơn. Xe phải trang bị chúng ta bốn cảm biến lùi, đây một cảm biến, hai cảm biến, ba cảm biến và bốn cảm biến lùi luôn nha, đây bốn cảm biến lùi đó. Camera lùi thì xe trang bị chúng ta là camera lùi dạng hồng ngoại nha, đây camera lùi quét tia hồng ngoại thì giúp cho chúng ta nó hiển thị góc đánh lái nè, rồi chúng ta đi xe lùi vào ban đêm á nó sẽ an toàn hơn nha, quét hình ảnh nó sẽ chân thực, nó nét hơn nha. Logo Hyundai thì được đặt ở giữa. Rồi để Quy bật cái cốp lên cho chúng ta cùng khám phá cái cốp xe luôn nha.
Đây, đây là cốp xe. Cốp xe này thì khi Quy đã hạ hàng ghế hai xuống rồi thì nó sẽ tạo chúng ta một cái mặt phẳng luôn. Cái mặt phẳng, nếu mà gia đình chúng ta đi picnic được đó, chúng ta có thể đem theo cái nệm hơi để trải ra cho gia đình chúng ta nằm nghỉ ngơi, nó cũng khỏe lắm nha. Phía dưới cái cốp thì nó sẽ trang bị chúng ta một cái bánh phụ nè. Đây, bánh phụ. Thì bánh phụ này là bánh phụ mâm đúc nha quý cô chú anh chị, và bộ đồ nghề thay lớp luôn, thay bánh luôn nè. Đó, bộ đồ nghề thay bánh. Bánh này thì nó cùng kích cỡ thiết kế như bánh chính, tức là 5 bánh đó. Bên hông nó thì cho chúng ta một cái cổng 12V nữa, để chúng ta có thể găm cái đầu biến đổi của sạc điện thoại á, hoặc chúng ta có cần xài điện 12V, ví dụ như máy bơm lốp bụi nè, thì chúng ta găm vào chúng ta sử dụng nha. Rồi, đây là cái cốp xe khi đã gặp hàng ghế 2 xuống. Để Quy bật cái hàng ghế 2 cho quý cô chú anh chị cùng xem khi mà bật hàng ghế 2 lên thì cái khoảng cốp chúng ta nó còn rộng không nha. Cũng tương đối rộng đó quý cô chú anh chị. Đây, Quy đã bật hàng ghế 2 lên rồi, khoảng cốp chúng ta còn rất là rộng luôn nha quý cô chú anh chị. Thì trong phân khúc á, thì Hyundai Tucson nó có khoảng cốp nói chung là cái chiều dài cơ sở, cái kích thước bên trong á, nó sẽ là có thể là nó là lớn nhất phân khúc luôn nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo thì chúng ta khám phá mức tiêu hao nhiên liệu nha. Thì mức tiêu hao nhiên liệu của Hyundai Tucson á, nó sẽ dao động là đường kết hợp thì tầm khoảng 77 lít trên 100 cây, đường trong nội đô thị thì tầm khoảng 9,67 lít trên 100 cây, và đường ngoài đô thị thì tầm khoảng 6,64 lít trên 100 cây nha. Thì mức tiêu hao nhiên liệu này nó chỉ tương đối thôi, nó tính tương đối thôi. Còn nó sẽ phụ thuộc vào địa hình nè, phụ thuộc vào độ nhịp chân ga chúng ta nè, nó phụ thuộc vào cái điều kiện thời tiết chúng ta đi nè, và phụ thuộc vào số lượng người chúng ta đi trên xe đó nha. Nó tùy phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thì cái này nó cũng tính tương đối nè, mức trung bình thôi quý cô chú anh chị. Rồi tiến về hàng ghế 2, đây tiến về hàng ghế 2. Đây, hàng ghế 2 của Hyundai Tucson phiên bản 2.0 máy xăng tiêu chuẩn nha. Thì cặp bên bên bệ tỳ tai, bệ tỳ tai thì nó sẽ trang bị chúng ta chỗ này nè, chỗ này thì nó sẽ lợp da chúng ta luôn nè. Đó, ở đây là một cái lò, và cái ngăn để cốc nước, để nước. Rồi ghế thì trang bị chúng ta là ghế da luôn, và ở những cái ở dưới phía dưới phần mông, phần lưng chúng ta nó sẽ có những cái lỗ thoát hơi nè, giúp chúng ta ngồi xe đi xe nó sẽ ngồi thoải mái hơn, nó bị không bị hầm hơi nha. Hàng ghế 2 thì trang bị chúng ta là cái đây, cái bệ tỳ tai luôn. Đây, cái bệ tỳ tai và có hai cái ngăn để cốc nước cho chúng ta luôn. Và khi mà chúng ta không có sử dụng thì chúng ta đậy lại. Đó, đậy lại. Đặc biệt hàng ghế 2 thì trang bị chúng ta ba cái tựa đầu, đó, ba tựa đầu. Nếu mà phía sau chúng ta đi ba người á thì chúng ta sẽ thoải mái hơn và đỡ bị mỏi cổ, nếu mà cái người ngồi giữa thì đỡ bị mỏi cổ hơn nha. Cái hàng ghế 2 này thì chúng ta có thể điều chỉnh độ ngã lưng lên xuống được nha, nên khi mà đi đường xa đồ thì chúng ta ngồi nó rất là thoải mái luôn. Chúng ta có thể thay đổi tư thế ngồi hoặc là điều chỉnh cái độ nghiêng của cái tựa lưng á, nó thì nó sẽ thay đổi cái góc ngồi, chúng ta sẽ thoải mái hơn nha. Rồi đặc biệt hàng ghế 2 thì nó sẽ có cửa gió hàng ghế 2 chúng ta luôn nè. Đó, hàng cửa gió hàng ghế 2. Và tích hợp luôn là cái cổng sạc USB, cổng sạc nhanh. Khi mà chúng ta đi đường xa mà thao tác điện thoại nhiều thì chúng ta có thể sạc điện thoại luôn nha. Nó rất là tiện nha quý cô chú anh chị. Rồi chúng ta nhìn lại hàng ghế 2 một lần nữa nha. Chúng ta tiến lên hàng ghế thứ nhất nha. Đây là hàng ghế thứ nhất của xe nè. Đó. Bệ tỳ tai của ghế tài thì nó có cái chúng ta cắt phím nè, lên xuống kính nè. Đây phím lên xuống kính, bốn phím này. Và đặc biệt kính của ghế tài là kính auto nha, lên xuống kính tự động một chạm nha. Rồi cái này lóc khóa cửa nè, mở lóc khóa cửa nè. Cái này là mở khóa cửa, cái này lóc khóa cửa, cái này là khóa kính hàng ghế 2. Khi mà chúng ta đi xe có trẻ nhỏ đồ hay xuống kính á, hay bấm phím lên xuống kính á, thì chúng ta bấm cái phím này xuống một cái thì nó sẽ khóa lại, người ngồi sau sẽ không hạ kính xuống được nha. Rồi cái này là phím chỉnh lồng gương nè, đây phím chỉnh lồng gương. Nếu mà chỉnh lồng gương trái thì chúng ta nhấn qua L, chỉnh lồng gương phải thì chúng ta nhấn qua R. Còn nếu mà chúng ta không chỉnh thì chúng ta trả vào nắp giữa nha, đây nắp giữa nè, nó nắp giữa đều hai bên. Thì nó khi mà chúng ta tác động vào những cái phím này nè thì nó sẽ không thay đổi cái lồng gương chúng ta nha. Rồi, cái này là phím chỉnh gập gương nè, phím này chỉnh gập gương. Thì khi mà chúng ta bật ra phía ngoài luôn á, nắp phía ngoài sát phía ngoài bật về bên trái á, thì cái gương chúng ta sẽ luôn mở nha. Khi mà chúng ta lóc khóa cửa hay xuống xe tắt máy xe lóc khóa cửa thì nó sẽ không gặp gương lại nha. Khi chúng ta trả về nắp giữa tức là auto nè, thì khi mà chúng ta xuống xe lóc khóa cửa thì gương sẽ tự động gặp lại. Và khi chúng ta nhấn vào trong luôn, đây nhấn vào trong thì gương nó mặc định nó sẽ luôn gặp nha. Cái gương nó sẽ mặc định luôn gặp luôn, khi mà chúng ta mở lóc khóa cửa mở xe rồi thì nó cũng luôn gặp luôn.
Rồi ghế ghế tài đây, ghế tài thì là ghế lái chính điện nha. Đây ghế lái chính điện chúng ta luôn đó, rất là tiện nha quý cô chú anh chị. Rồi cái phanh phanh tay của nguyên bản túc xanh 2.0 tiêu chuẩn nè, nó có một cái đặc biệt, đó là nó đặt ở cái bên chân trái của tài xế nè, đó chân trái đó, thì nó khi mà chúng ta đậu xe chúng ta muốn phanh lại á, phanh tay kéo lên á thì chúng ta đạp xuống là nó phá lại. Rồi chúng ta muốn nhả phanh ra thì chúng ta nhấn xuống cái thì tự động nó nhả lên. Rồi đây nó sẽ có những cái chúng ta là chỉnh cái đèn pha của chúng ta nè, chỉnh cái góc pha của chúng ta nè. Rồi cái này là chỉnh độ sáng tối của đèn tắp lô, cân bằng điện tử, tắt mở cân bằng điện tử nè. Rồi cửa gió đó. Rồi chúng ta cùng vào bên trong xe khám phá luôn nha. Rồi Quy đã vào bên trong xe nha. Rồi xe chúng ta là trang bị khởi động nút bấm một chạm, khởi động chìa khóa thông minh smart key. Đây nút khởi động startup, chúng ta đạp chân phanh, chúng ta đạp chân phanh và chúng ta nhấn vào nút khởi động một chạm, chúng ta nhấn một cái thôi đó thì xe chúng ta đã khởi động rồi nha quý cô chú anh chị. Rồi đồng hồ, cụm đồng hồ tắp lô đây, nó sẽ trang bị chúng ta là hai cụm đồng hồ tắp lô và màn hình ở giữa màn hình tắp lô hiển thị thông tin nè. Đó hiển thị thông tin đây, hiển thị thông tin cho chúng ta về km rồi mức tiêu hao trung bình rồi nè. Đó rồi ở đây thì nó sẽ có những cái thông tin về cài đặt user setting tức là cài đặt người dùng á quý cô chú anh chị. Rồi bên đây thì đồng hồ tua, bên đây thì đồng hồ tốc độ. Vô lăng của xe thì xe được trang bị vô lăng bọc da chúng ta sẵn đó nha. Đây chỉ mai da nè đó. Trên vô lăng thì nó sẽ trang bị cho chúng ta những cái phím bấm về đàm thoại đánh tay nè. Bên đây là các phím điều chỉnh về menu của màn hình user setting nè. Đây đó, cài đặt về user setting, cài đặt người dùng á thì chúng ta sẽ điều chỉnh những cái phím ở đây. Rồi logo bên đây. Công tắc đèn nó sẽ trang bị chúng ta chức năng là đèn tự động luôn nha. Khi mà chúng ta đi vào đường hầm hoặc đi vào trời mà điều kiện ánh sáng nó thấp á thì đèn chúng ta để auto này nè. Đó, thì đèn chúng ta nó sẽ tự động bật lên luôn nha. Và đi vào trời sáng lại như ban ngày vậy nè thì đèn chúng ta nó sẽ không bật. Đó, khi mà trời tối lại thì đèn ta tự động bật luôn nha. Này thì cái công tắc tắt mở đèn sương mù nè. Đó, chúng ta bật về thì nó tắt, bật cái thì nó mở. Bên đây thì công tắc của gạt mưa. Và công tắc gạt mưa này nè, đây. Nó sẽ có cái lẫy cái công tắc cái nút ở ngoài nè. Đây chúng ta thấy nè. Off, low và high nè. Thì cái này là để chỉnh cái gạt mưa của gạt mưa phía sau nha các quý cô chú anh chị. Đây. Cái công tắc lên ở điều chỉnh cái gạt mưa của kính sau nha, cái kính phía sau đó. Màn hình AVN dạng nổi, đây, dạng nổi. Và nó tích hợp luôn chúng ta là bản đồ nè, bản đồ AVN, tích hợp bản đồ duy nhất trên xe Hyundai luôn nha. Thì bản đồ tiếng Việt. Và khi mà chúng ta đi á, nó sẽ định vị nè, định vị và chúng ta set up được cái cung đường, điểm đến và điểm đi và điểm đến luôn nha. Rồi các phím này thì đều phím điều chỉnh của radio và phím điều chỉnh của màn hình bản đồ rồi nè. Đó. Cái màn hình này nè, chúng ta sẽ kết nối được Apple CarPlay, Android Auto, USB, xem video qua USB, AUX và kết nối luôn được Bluetooth luôn nha. Đó, đa nhiệm. Điều hòa trang bị chúng ta điều hòa tự động nha quý cô chú anh chị. Điều hòa tự động đây, điều hòa chế độ điều hòa tự động nó sẽ trang bị chúng ta luôn là hai dùng độc lập, điều hòa hai dùng độc lập. Và đây là cái lọc khí ion hay chúng ta gọi là line. Thì mùa dịch này chúng ta đi có chăn xe có trang bị này nó rất là an toàn luôn, nó lọc khuẩn khử khuẩn luôn nè, nó rất là tiện nghe quý cô chú anh chị. Cái dưới này thì các phím chỉnh về điều hòa hướng gió nè, lấy gió trong gió ngoài rồi nè. Đó. Ở phía dưới thì trang bị chúng ta một cổng 12V nè, đây một cổng 12V, cổng AUX và cổng USB, cổng này là cổng 12V nữa. Cái này cái tẩu sạc nha quý cô chú anh chị, cái tẩu sạc nè cũng là cổng 12V luôn, nhưng mà nó trang bị kèm chúng ta cái cổng cái tẩu sạc, tẩu thuốc, tẩu mồi thuốc á, Quy xin lỗi nha, cái tẩu mồi thuốc. Rồi cần số chúng ta được bọc da sẵn luôn nè, hộp số tự động 6 cấp, có chế độ bán tự động cho chúng ta luôn nè, chế độ B là đầu nè, R là lùi, N là về con no, D là số chế độ số tự động. Còn D cộng D trừ thì là chế độ bán tự động, chúng ta chuyển về số tay á. Remote là nó sẽ có trang bị chúng ta nút remote là chuyển chế độ lái luôn, nó có 3 chế độ lái cho chúng ta nè. Đây, khi chúng ta nhấn vào remote nè thì nó sẽ chuyển chế độ Eco, Comfort, Sport nè, đó. Tùy vào điều kiện địa hình chúng ta đi mà chúng ta chọn chế độ lái cho phù hợp nha. Và đặc biệt, Hyundai Tucson nó có luôn một chế độ rất là an toàn, đó là hỗ trợ đổ đèo chúng ta luôn nha. Rồi trên cái này nè, trên cái viền này nè,
nó sẽ trang bị nó ma da chúng ta luôn nè, đó, nó ma da luôn. Ngăn ngăn để đồ đây, ngăn để đồ thì nó sẽ có trang bị là cái cổng gió chúng ta nè, hay chúng ta gọi là ngăn làm mát đó. Học để đồ có ngăn làm mát luôn. Rồi trang bị chúng ta cái chỗ này là để cốc nước và một cái gạt tàn thuốc nè, đi kèm chung với cái tẩu thuốc chúng ta nè, cái đó. Rồi chúng ta nhìn lại bên trong xe một lần nữa nha. À, vừa rồi thì Quý vừa gửi đến quý cô chú và quý anh chị về chi tiết về ngoại thất và nội thất của Hyundai Tucson phiên bản 2.0 máy xăng tiêu chuẩn. Hiện tại thì xe có sẵn tại đại lý Hyundai Tucson Quý luôn nha, màu trắng. Xe này là năm sản xuất 2021 nha quý cô chú anh chị. Nếu mà quý cô chú anh chị cần thông tin gì thêm về dòng xe Hyundai nói chung và Hyundai Tucson nói riêng thì quý cô chú quý anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Quý qua số điện thoại 0981323080 nha. Thì Quý sẽ hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc cho quý cô chú anh chị 24/7 luôn nha. Và Quy sẽ hỗ trợ cho quý cô chú anh chị mức giá phù hợp nhất, tốt nhất để quý cô chú anh chị có được một em xế cưng để phục vụ cho nhu cầu đi lại chúng ta an toàn trong mùa dịch này hơn nha. Rồi nếu mà quý cô chú anh chị thấy clip này hay thì cho Quy một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh để Quy có động lực làm những video clip tiếp theo nha. Rồi hẹn quý cô chú anh chị ở những video clip tiếp theo về dòng xe Hyundai nha.